Thưa quý vị, trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden thuộc Đảng Dân Chủ và người tiền nhiệm Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đang tăng tốc hướng về ngày bầu cử, tất cả cử tri nước Mỹ và cộng đồng quốc tế đều dành sự chú ý tới sự kiện siêu thứ ba là thời điểm hơn 10 bang đồng loạt tiến hành các cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ra các đại biểu có vai trò quyết định ứng cử viên nào của mỗi đảng sẽ đại diện trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Câu hỏi đặt ra là siêu thứ ba có ý nghĩa gì? Liệu còn cơ hội nào khác cho ứng cử viên khác ngoài ông Trump và ông Biden hay không? Tại sao hai ứng cử viên đã cao tuổi nhưng cử tri Mỹ vẫn ủng hộ mạnh mẽ? Trong ngày siêu thứ ba, 15 tiểu bang và vùng lãnh thổ Samoa của Mỹ sẽ tiến hành bầu cử sơ bộ và họp kín của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Trong lịch trình bầu cử sơ bộ ở Mỹ, đây là ngày có nhiều bang đi bỏ phiếu nhất, và thông thường, 1 phần 3 trong số đại biểu tham dự Đại hội Đảng Cộng Hòa hoặc Đảng Dân Chủ sẽ được bầu vào ngày siêu thứ ba. Đối với các ứng viên, kết quả tích cực trong ngày siêu thứ ba có thể tạo đà cũng như thu hút quyên góp tài chính cho cuộc đua, nhưng ngược lại cũng có thể rơi vào bế tắc. Đây cũng là thời điểm quan trọng đối với các cuộc chạy đua vào cả hai viện của Quốc hội Mỹ, Hạ viện và Thượng viện, cũng như các cuộc tranh cử cấp địa phương khác việc có đại diện ở lưỡng viện quốc hội cũng rất quan trọng đối với mỗi đảng, vì điều này sẽ ảnh hưởng tới chương trình nghị sự lập pháp của bất kỳ tổng thống nào, cho dù thuộc đảng dân chủ hay đảng cộng hòa. Đảng dân chủ hiện đang nắm quyền quyền kiểm soát thượng viện, còn đảng cộng hòa có lợi thế đa số tại hạ viện. Trong hiến pháp Mỹ quy định mọi quyết sách lớn đều phải được thông qua tại quốc hội trước khi đưa lên tổng thống ký duyệt. Tính từ đầu năm tới nay, cả đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đều đang dẫn đầu cuộc chạy đua giành suất đề cử của đảng, với các chiến thắng tuyệt đối của ông Biden và gần như tuyệt đối của ông Trump trong các cuộc bầu cử sơ bộ và học kín của mỗi đảng. Đối với đảng Dân Chủ, cuộc đua giành lá phiếu đề cử gần như đã ngã ngũ từ vạch xuất phát khi đương kim Tổng thống Joe Biden đang không có đối thủ, một mình một ngựa và về đích cầm chắc tấm phế đại diện ra tranh cử Tổng thống tháng 11, trong khi đó, bên đảng Cộng Hòa, ông Trump tới nay chỉ bị thua duy nhất một lần trong cuộc bầu cử sơ bộ ở đặc khu Colombia diễn ra vào cuối tuần vừa qua. Và có thể ngày siêu thứ ba sẽ đánh dấu sự kết thúc con đường của cựu đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Bà là ứng cử viên đáng chú ý cuối cùng vẫn thách thức người dẫn đầu cựu Tổng thống Donald Trump. Nhưng chiến dịch tranh cử của bà đã không thể tạo ra được sự ảnh hưởng trước sự áp đảo của ông Trump. Với diễn biến hiện nay, giới quan sát nghiêng về kịch bản cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới sẽ là màn tái đấu giữa hai chính khách là ông Biden 81 tuổi và cựu Tổng thống Trump 78 tuổi. Ông Biden cũng là ứng cử viên cao tuổi nhất từng tham gia một cuộc bầu cử Tổng thống. Câu hỏi đặt ra là tại sao hai chính khách này, chứ không phải ai khác, lại chiếm ưu thế trong một chính trưởng Mỹ vốn hết sức sôi động với nhiều gương mặt mới đầy triển vọng? Trước tiên, câu trả lời nằm ở tâm lý của cử tri, về phương diện pháp lý, hiến pháp Mỹ chỉ quy định tuổi tối thiểu để có thể đăng ký tranh cử tổng thống là 35 tuổi, song không hề quy định tuổi tối đa. Tuy nhiên, lo ngại về tuổi tác của các ứng cử viên vẫn là một vấn đề được dư luận quan tâm sát sao. Kết quả thăm dò do công ty nghiên cứu thị trường Ipsos thực hiện cho thấy 59% số người được hỏi nói rằng ông Trump và ông Biden đã quá già để gánh vác thêm một nhiệm kỳ tổng thống nữa. Nếu được Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ bầu làm gương mặt đại diện tham gia tổng tuyển cử, dù ai giành thắng lợi vào tháng 11 tới, thì cả ông Trump và ông Biden đều sẽ thiết lập lịch sử với tư cách ứng cử viên cao tuổi nhất trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Truyền thông Mỹ phản ánh rằng trên thực tế, cử tri Mỹ ngày càng có xu hướng thích các ứng cử viên lớn tuổi và điều này diễn ra qua hàng chục cuộc bầu cử tổng thống. Giai đoạn từ năm 1880 đến năm 1976, hai đảng dân chủ và cộng hòa chỉ có bốn ứng cử viên hơn 60 tuổi. Tuy nhiên, từ sau năm 1976, hai đảng đã đề cử chín ứng cử viên trên 60 tuổi, năm ứng cử viên trên 70 tuổi hoặc già hơn. Kể từ năm 1960 tới nay, nước Mỹ mới chỉ chứng kiến 4 ứng cử viên tổng thống ở độ tuổi 40, gồm John Kennedy, Richard Nixon, Bill Clinton và Barack Obama. Năm nay trong tổng số 14 ứng cử viên tuyên bố tranh cử của cả hai đảng, chỉ có duy nhất một người dưới 40 tuổi, trong khi 4 ứng cử viên ngoài 60 tuổi và 6 ứng cử viên hơn 70 tuổi việc cử tri mỹ đặt niềm tin hơn vào các ứng cử viên cao tuổi càng rõ nét kể từ khi mỹ áp dụng các phương thức bầu cử sơ bộ mới khác với cơ cấu đại hội trước đây nơi bà lãnh đạo đang nắm quyền rất lớn trong việc lựa chọn ứng cử viên tổng thống của đảng hệ thống bầu cử sơ bộ kiểu bỏ phiếu kín hiện nay giúp cử tri có nhiều quyền hơn trong việc lựa chọn ứng cử viên yêu thích dù báo giới mỹ có nhiều hoài nghi như thế nào về tuổi tác của các ứng cử viên song kết quả đều là minh chứng cho thấy một điều, đó là lựa chọn của cử tri Mỹ. Chứng trưởng Mỹ vẫn mở cơ hội với các chính khách trẻ tuổi, song ứng cử viên lớn tuổi vẫn chiếm ưu thế trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Lý do thứ hai liên quan tới sự ổn định trong nội bộ của mỗi chính đảng. Theo báo New York Times, sau khi giành kết quả tích cực hơn tại dự kiến tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, các chính khách đảng Dân Chủ đều từ bỏ ý định cạnh tranh với ông Biden trong cuộc đua quyền lực theo nghị sĩ bang New York, Jamal Bowman, đảng Dân Chủ cần sự ổn định và ông Biden là người cho thấy điều đó. Tương tự, phía đảng Cộng Hòa dường như chưa chấp nhận mạo hiểm đặt niềm tin vào các ứng cử viên khác. Cùng với thời gian qua các cuộc bầu cử sơ bộ tại một số bang trước đó, cựu Tổng thống tỷ phú Trump vẫn là người có lượng cử tri ủng hộ đồng đảo và cũng có những chính sách đáp ứng tốt nhất các ưu tiên của phe Cộng Hòa. Cựu tổng thống Trump từng phải đối mặt với gần 10 đối thủ, giờ chỉ còn lại một đối thủ duy nhất là bà Nikki Haley. Hàng loạt ứng cử viên Đảng Cộng hòa nối tiếp nhau bỏ cuộc và tuyên bố ủng hộ cựu tổng thống Trump, đồng nghĩa với lá phiếu của các cử tri ủng hộ họ giờ thuộc về ông Trump. Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến thay đổi này là vấn đề kinh tế. Thời kỳ ông Trump nắm quyền, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng khá ổn định, lạm phát duy trì ở mức thấp. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng, nhiều cử tri tin ông Trump là lựa chọn hàng đầu để cải thiện nền kinh tế Mỹ trong tương lai. Về phía Đảng dân chủ, đương kim tổng thống Joe Biden cũng được cử tri ủng hộ khi mà nền kinh tế Mỹ trong 4 năm qua về cơ bản đã vượt qua những cơn gió ngược. Thời gian gần đây liên tiếp đón nhận những tín hiệu tích cực khi cơn bão lạm phát được xoa dịu, chi tiêu tiêu dùng tăng trưởng mạnh, thị trường việc làm ổn định cựu phó chủ tịch cục dự trữ liên bang lael brainard hiện đang là chủ tịch hội đồng kinh tế quốc gia của nhà trắng nhận định lạm phát đã giảm nhanh hơn cả những dự báo và diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng vững chắc và việc làm dồi dào quỹ đạo lạm phát tiếp tục đi xuống trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn cũng thúc đẩy niềm tin rằng nền kinh tế mỹ có thể hạ cánh mềm để kiềm chế lạm phát đồng thời không gây ra suy thoái đây cũng được xem là tín hiệu tích cực cho tổng thống biden khi chuẩn bị bước vào năm tranh cử Kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy các cử tri của Đảng Cộng Hòa vẫn coi ông Trump là người có khả năng nhất để đánh bại ứng cử viên đại diện Đảng Dân Chủ trong cuộc đua Tổng thống năm 2024. Trong bối cảnh đương kim Tổng thống Biden không có đối thủ trên đường đua của Đảng Dân Chủ, việc ông Trump giành ưu thế trong các cuộc bầu cử sơ bộ của phe Cộng Hòa cũng là điều dễ hiểu. Còn đối với Đảng Dân chủ không ít cử tri nghĩ rằng chính tổng thống Biden là người đã đánh bại ông Trump 4 năm trước và như vậy họ hy vọng lịch sử sẽ lặp lại nhưng về ứng cử viên của Đảng Dân chủ trong nhiệm kỳ tiếp theo. Cuộc đua giành đề cử của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa vẫn còn nhiều vòng đấu phải vượt qua, liệu có diễn ra kịch bản tái đấu giữa hai ứng cử viên Joe Biden và Donald Trump. Tiếp tục chương trình sẽ là các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày mùng 4 tháng 3, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn thường niên mang tên Lá chắn tự do. Cuộc tập trận năm nay dự kiến có số lượng binh sĩ tham gia gấp đôi năm ngoái trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục phát triển khả năng hạt nhân bằng các vụ thử tên lửa và vũ khí khác. Cuộc tập trận là chắn tự do dự kiến kéo dài 11 ngày từ ngày 4 đến 14 tháng 3 là cuộc tập trận đầu tiên của Mỹ và Hàn Quốc kể từ khi Triều Tiên hủy bỏ Hiệp ước Quân sự Liên Triều năm 2018 vào tháng 11 năm ngoái. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng thông báo rằng lực lượng không quân của hai nước đồng minh đã bắt đầu cuộc tập trận sang mê cấp tiểu đoàn hàng năm, kéo dài 5 ngày. Hàn Quốc và lực lượng không quân Mỹ sẽ tiến hành các cuộc huấn luyện chung trên không, cấp tiểu đoàn từ hôm nay đến ngày 8 tháng 3. Chúng tôi không thể xác nhận thông tin liên quan đến việc triển khai các tài sản chiến lược của Mỹ. Trước đó, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap News đưa tin, có khả năng các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân máy bay ném bom chiến lược và các loại vũ khí chiến lược khác của quân đội Mỹ sẽ được triển khai tới bán đảo Triều Tiên để tham gia cuộc tập trận lần này, động thái mà Triều Tiên cật lực phản đối trong suốt những năm qua. Triều Tiên nhiều lần cáo buộc các đồng minh Mỹ-Hàn gây căng thẳng bằng các cuộc tập trận quân sự, gọi đây là hoạt động diễn tập cho chiến tranh hạt nhân. Trong khi đó, Seoul và Washington cho biết các cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ và phản ứng trước các mối đe dọa của Triều Tiên. Theo quân đội Hàn Quốc và Mỹ, cuộc tập trận này có sự tham gia của các lực lượng trên bộ, trên biển, trên không, an ninh mạng và trong không gian, dựa trên kịch bản phản ánh các mối đe dọa an ninh. Cuộc tập trận dự kiến sẽ bao gồm 48 nội dung huấn luyện cơ động thực địa, nhiều gấp đôi so với cuộc tập trận diễn ra vào năm ngoái.